Quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc phải không ạ? Không phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, không phải sống trong cảnh nghèo hèn, túng thiếu, nhưng khổ nỗi, đó là điều không thể, bởi vì trong cuộc đời là một chuỗi liên tục những sự kiện, có lúc vui, lúc buồn, có những lúc thuận lợi và cũng có những lúc trắc trở, đó là quy luật tự nhiên mà chúng ta không thể thay đổi được. Thay vào đó, chúng ta nên học cách nhận thức và đối diện với thực tại bằng một tâm thái tích cực, lạc quan và luôn biết ơn, bởi vì những đau khổ trong quá khứ đã giúp chúng ta trưởng thành hơn. Những niềm vui trong hiện tại là phần thưởng xứng đáng giúp cho chúng ta, và những hy vọng trong tương lai là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu trong thời gian vừa qua. Quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất đã dũng cảm vượt qua muôn trùng sóng gió của cuộc đời và đã gần hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hãy tự hào về bản thân và hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn bình an, yêu đời, quý cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi biết rằng bản mệnh tuổi Canh Tuất cũng đang rất mệt mỏi. Tuy nhiên, Minh Đường Tử Vi không phải là bậc thần thánh, không có phép màu và không thể giúp cho quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất được cuộc sống trong nhung lụa, vàng bạc đầy két, giàu sang phú quý. Nhưng đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi có thể luận giải và dự ngôn những việc sắp xảy đến trong tương lai, để phần nào giúp quý cô bác anh chị có thể cải vận, thu hút tài lộc và may mắn, xóa đi sự muộn phiền âu lo, sau đó giành lấy sự tự do giàu có từ chính đôi bàn tay của mình. Nếu quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất đã hữu duyên nghe được đến đoạn này, thì quý cô bác anh chị hãy ấn đăng ký kênh để gửi tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng quý cô bác anh chị còn đang hiện hữu trước màn ảnh nhỏ này nhé. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất thân mến, sau đây là đôi lời dành cho Canh Tuất và cả cho đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, cho những người đang vất vả lo toan nhưng vẫn phải nhận sự tủi nhục, mất mát đau thương đến cùng cực và bị người đời phụ bạc, hắt hủi. Đó là những thứ mà một nỗi khiếp trong người chúng ta phải trải qua một lần. Nó chính là thử thách rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người mà chúng ta cần phải hoàn thành để trở nên trưởng thành và lớn mạnh hơn trước phong ba bão táp của cuộc đời. Tuổi Canh Tuất thân mến, khi chúng ta thất bại, việc đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là không bao giờ được đổ lỗi. Việc đổ lỗi chỉ khiến quý cô bác anh chị mất thời gian và năng lượng, thậm chí mãi dậm chân một chỗ mà không giải quyết được vấn đề nào. Thay vào đó, hãy tự kiểm điểm lại xem quý cô bác anh chị đã chú tâm làm hết khả năng của mình chưa, đã tận dụng được tất cả các nguồn lực và trí tuệ của bản thân chưa. Hãy tự vấn xem liệu quý cô bác anh chị đã thực sự tập trung vào mục tiêu của mình hay chưa, đã để lại yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quyết định của mình. Khi quý cô bác anh chị nhận ra được điểm yếu của mình, hãy bình an chấp nhận nó và rút ra bài học cho lần sau. Đừng để cho sự thất bại làm quý cô bác anh chị nản lòng hay từ bỏ. Chỉ cần quý cô bác anh chị vẫn giữ được niềm tin và sự kiên tâm thì không gì là không thể. Khó khăn chút ở hiện tại cũng chỉ như mấy hạt mưa bụi. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng quý cô bác anh chị sẽ sớm tìm ra được ánh sáng cuối đường hầm và thành công rực rỡ trong tương lai. Quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất thân mến, sợ hãi khi làm một điều gì đó lớn lao, sợ hãi khi làm một điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu. Trong chúng ta, ai cũng vậy, nhưng quý cô bác anh chị nên dành nỗi sợ đó cho cái khả năng mà quý cô bác anh chị sẽ mãi dậm chân một chỗ, đứng yên ở cái thời điểm hiện tại và đã rơi và đang khiến quý cô bác anh chị mệt mỏi, nghèo hèn và vẫn mãi như thế cho đến cuối đời. Thay vào đó, chúng ta hãy biến nỗi sợ này thành động lực để biến nó thành chất xúc tác, mang đến sự thành công, giàu có và thịnh vượng cho gia đình thân yêu, cho chính bản thân quý cô bác anh chị. Chắc hẳn có rất nhiều quý cô bác anh chị cũng có cùng suy nghĩ giống Minh Đường Tử Vi. Đôi lúc, chúng ta thường nghĩ rằng, nếu cuộc đời này là một sự sắp đặt sẵn có, vậy việc gì chúng ta phải cố gắng để rồi nhận lại những điều mình không mong muốn. Nếu vận mệnh của mỗi người như một cuốn sách đã được viết trước, vậy mọi nỗ lực còn có ý nghĩa gì đây? Vì đôi khi, ở phía cuối trang sách của cuộc đời, đơn giản chỉ là một cái kết, còn cái kết đó có hậu đẹp hay không, lại do tự bản thân quý cô bác anh chị viết lên. Vì thế, cô bác anh chị vẫn là người làm chủ vận mệnh của mình. Minh Đường Tử Vi biết rằng, điều đó nằm ngoài khả năng của quý cô bác anh chị. Nhưng cô bác anh chị tuổi Canh Tuất chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần duy nhất. Thay vì đầu hàng trước số phận, quý cô bác anh chị hãy cứ kiên tâm và kiên cường bước tiếp, luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng tầm bản thân mỗi ngày. Minh Đường Tử Vi tin rằng, đến một ngày nào đó, quý cô bác anh chị sẽ hoàn thành xuất sắc. Trang cuối của cuộc đời còn đang dang dở ở phía trước. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý cô bác anh chị. Hãy đăng ký kênh và bình luận ở bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực để giúp đời, giúp người, quý cô bác anh chị nhé.
Tử vi tuổi Canh Tuất cho biết họ là những con người tốt bụng, sống ngay thẳng và thật thà, người cầm tinh con chó có lòng tự cao, không bao giờ vì tiền tài, địa vị mà đánh mất giá trị của bản thân. Ngoài ra, họ cũng rất hy sinh cho lợi ích của tập thể. Người cầm tinh con chó còn có tinh thần trượng nghĩa, nếu thấy người khác gặp nạn, sẽ sẵn sàng ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, vì tính cách này mà đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ. Người tuổi Canh Tuất cũng rất biết cách cảm thông cho người khác, nếu thấy ai đó làm điều sai trái, họ sẽ đặt mình vào vị trí của người kia để suy nghĩ và đánh giá, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện, lời tâm sự của người khác. Do đó, người tuổi này rất được lòng người xung quanh yêu quý và tin tưởng. Người tuổi Canh Tuất còn rất thận trọng, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào người khác, họ luôn có quan điểm của riêng mình và không dễ bị người khác thuyết phục. Tuy nhiên, điều này đôi khi lại khiến tuổi Canh Tuất trở thành người bảo thủ và trì trệ. Những người tuổi này cũng rất thích giao tiếp và kết bạn, vậy nên mối quan hệ xã hội của họ khá rộng rãi, tính tình thường dĩ hòa vi quý, nên rất ít khi có khái niệm kẻ thù. Tuy nhiên, nếu ai đó cố tình đổ lỗi, làm tổn hại danh dự của họ và người thân của họ, thì họ sẽ sẵn sàng đáp trả lại một cách dữ dội. Theo tử vi của tuổi Canh Tuất, thì trong chuyện tình cảm, người tuổi này sống rất thực tế, hiếm khi lãng mạn, không bao giờ là người cứng nhắc. Khi yêu ai đó, họ sẽ không vội vã thổ lộ, thay vào đó, họ sẽ tìm hiểu đối phương thật kỹ, rồi mới quyết định tiến tới hay không. Với sự chân thành, tốt bụng, tuổi Canh Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương, họ yêu hết mình mà sẵn sàng cho đi không cần nhận lại. Dù vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng người tuổi này lại có trái tim ấm áp, chung thủy. Người tuổi Canh Tuất yêu rất thực tế, thể hiện bằng từng hành động quan tâm, chăm sóc đối phương. Tuổi 1970 sẽ mất nhiều thời gian để có thể tìm ra được một tình yêu đích thực. Chính vì vậy, khi gặp được người tâm đầu ý hợp, họ sẽ biết cách trân trọng và yêu hết mình. Đàn ông tuổi Canh Tuất là trụ cột vững chắc cho gia đình, còn phụ nữ tuổi này khéo vun vén nên gia đình luôn thuận hòa, hạnh phúc. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người Canh Tuất 1970 trong tháng 11 âm lịch năm 2023, kiếm khá nhờ công việc thuận lợi. Bước sang tháng mới này, tuổi Canh Tuất nhận thấy có quá nhiều áp lực trong chuyện tình cảm, có thể xảy ra một vài xung đột, mâu thuẫn lớn trong gia đình, cần tiết chế tốt cảm xúc, như thế, chuyện to hóa nhỏ, nhỏ thành không có. Về sức khỏe, tuổi Canh Tuất nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để nâng cao thể chất, hạn chế nguy cơ bệnh tật, nhất là dân văn phòng lười vận động, có thể mắc phải hàng loạt vấn đề về xương khớp. Công việc tiến hành khá thuận lợi, khả năng ứng biến linh hoạt, mang tới nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn, làm gì cũng cần tỉ mỉ, thận trọng, đừng chủ quan lơ là, kẻo mất điểm trước ban lãnh đạo. Tài vận có sự biến động khá lớn, tuổi Canh Tuất kiếm được nhiều, song chi cũng không hề ít, chỉ cần có kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ là được. Tử vi sự nghiệp, tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2023, tháng này, tình hình công việc của người tuổi Canh Tuất lúc này khá ổn định, mọi việc đều nằm trong khả năng, tầm kiểm soát của bạn, nên dù có thay đổi thì đừng lo lắng, cứ bình tĩnh xử lý từng hạng mục một. Tài năng và nỗ lực của con giáp tuổi Canh Tuất lúc này đã được ghi nhận, bạn nhận được sự chú ý lớn từ những người xung quanh, tuy nhiên, đừng vì quá tự tin mà làm mọi thứ vội vàng, sẽ có lỗi nhỏ và ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn. Tháng này, bạn sẽ nhận ra năng lượng không mệt mỏi của mình, tuy nhiên đừng vội vàng, vì việc này có thể đang ngăn cản bạn đến với những giới hạn lớn hơn. Tử vi tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Canh Tuất lúc này khá tốt, thời điểm bạn rủng rỉnh tiền tiêu, có thể thể hiện sự phóng khoáng của mình trong các cuộc vui với bạn bè, mong muốn được đi du lịch, khám phá mọi nơi, cũng sẽ được đáng thách thức, tuy nhiên cũng cần cân nhắc, cân đối với tình hình tài chính hiện tại nữa nhé, có thể bạn kiếm được khoản tiền kha khá đấy. Nhưng việc chi tiêu nhiều lại dự báo những vấn đề đáng lo ngại cho tài chính tương lai của bản mệnh, nhất định không được chủ quan tới bất cứ việc gì liên quan tới tiền. Nếu có thể, bạn nên lên kế hoạch trước cho việc chi tiêu để đồng tiền của bạn được sử dụng vào việc ý nghĩa, hạn chế việc mua trước trả sau, kẻo bạn rơi vào vòng luẩn quẩn, chưa hết tháng đã hết tiền. Tử vi tình duyên, vận trình tình cảm của người tuổi Canh Tuất lúc này có quá nhiều trắc trở, nếu không kiểm soát tốt tình hình thì một chuyện nhỏ cũng đủ khiến bạn đau đầu cả tháng. Đó là một trong những áp lực khiến bạn khó có thể tập trung sang những việc khác trong khoảng thời gian này. Nếu một mối quan hệ khiến bạn khó chịu, không thoải mái trong thời gian dài, hoặc bạn chỉ cảm thấy một người cố vun vén, còn đối phương thì không, bạn nên xem xét lại, đừng để mọi thứ diễn ra theo thói quen, trong khi chính bạn cảm nhận rằng tình yêu không đủ lớn.
Tình cảm gia đình chính là điều khiến bạn bận tâm, lo lắng trong tháng 11 năm 2023 âm lịch này, có nguy cơ xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn lớn khó hòa giải. Nhưng nếu bạn biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, thì cơ hội căng thẳng được giảm nhẹ là rất cao. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Canh Tuất ảnh hưởng chủ yếu từ thói quen lười hoạt động. Bạn nên ý thức được rằng, để phòng tránh bệnh tật, thì việc luyện tập thường xuyên rất quan trọng. Nếu ai đó mới tập, thì không nên tập ở cường độ cao, vì cơ thể của bạn không thể thích nghi ngay được. Những bài tập đơn giản sẽ kích thích niềm yêu thích của bạn, sẽ tốt hơn là cố gắng khiến bạn nhanh chán. Có nguy cơ những bệnh liên quan tới xương khớp sẽ tái phát trong thời gian này, nhất là những người làm việc nơi công sở. Bạn nên cứ ít nhất 45 phút lại đứng lên đi lại một lúc khi ngồi vào bàn làm việc. Thời tiết này ít khát nước hơn, nên bạn không để ý vào việc uống nước thường xuyên như trước. Để tránh quên uống nước, bạn nên đặt đồng hồ để bổ sung nước đầy đủ. Việc này giúp cải thiện sức khỏe của bạn rõ rệt đấy. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Canh Tuất 1970 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tết ấm áp khi tiền đầy túi, trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, khối lượng công việc của tuổi Canh Tuất nhiều, tuy nhiên, mọi việc tiến triển khá thuận lợi, dù lúc nào cũng tất bật với công việc, nhưng bản mệnh vẫn kiểm soát tốt mọi việc, dù có xảy ra một vài sự cố, nhưng đều không đáng lo ngại, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, thậm chí bạn còn được khen thưởng vì điều đó. Tài lộc khá lý tưởng, ngoài mức tiền lương, tiền hoa hồng của tuổi Canh Tuất còn có các khoản tiền thưởng khá nhiều, xứng đáng với công sức phấn đấu trong suốt thời gian vừa qua, đó chính là động lực để bạn tiếp tục nỗ lực hết mình cho sự nghiệp. Người độc thân có nhiều dịp tham dự các buổi liên hoan, tiệc tùng, cơ hội tiếp xúc làm quen với người khác giới là rất nhiều, cần chủ động nắm bắt. Theo tử vi sự nghiệp, theo dõi tử vi của tuổi Canh Tuất, ở thời điểm này đang phải gánh trên vai khối lượng công việc khá lớn, tuy nhiên, không vì thế mà bản mệnh bỏ cuộc, con giáp này vẫn đang cố gắng để đảm bảo kiểm soát được mọi chuyện trong tầm tay của mình. Thương quan xuất hiện, khó tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót và sự cố bất ngờ xảy ra, song bản mệnh đều có thể giải quyết được hiệu quả. Nguyệt lệnh ở đất dưỡng cho thấy, sự tự tin và độc lập của con giáp này, bản mệnh biết năng lực của mình đến đâu, biết được mình có thể xử lý được những vấn đề trước mắt nên mới nhận lời làm việc. Dù trong tình huống nào, những chú chó cũng giữ được tinh thần sáng suốt và minh mẫn để đạt được hiệu quả làm việc cao nhất. Bạn chăm chỉ làm việc, tự dựa vào chính bản thân mình, chứ chẳng hề nhờ cạnh ai, những nỗ lực của con giáp này rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, cấp trên có thể sẽ khen thưởng để động viên bạn đó. Tử vi tài lộc. Xét về phương diện tài lộc thì tháng 12 âm lịch này, những chú chó sẽ có nhiều tài vận khá lý tưởng, bản mệnh đảm bảo được công việc tiến triển thuận lợi. Dù có nhiều khó khăn, trắc trở cản đường, ngoài tiền lương, con giáp này còn nhận được những khoản tiền thưởng, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, có thể trong thời gian tới. Bạn còn có cơ hội phát triển tốt hơn nữa cơ, những khoản tiền thưởng không quá lớn, nhưng lại là động lực để bạn tiến bước và đạt được thành công hơn nữa trong tương lai. Bạn có quy tắc riêng của mình, không dễ dàng tiêu xài vượt quá mức chi trả, nên đảm bảo được tài lộc trong tay, không bay biến nhanh chóng sau một buổi mua sắm. Tử vi tình duyên. Trong tháng có thái âm trợ mệnh, người độc thân vẫn sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm tình yêu, đào hoa nở phơi phới với những dịp đang họp đông như liên hoan. Tất niên cuối năm, bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, bạn bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội, đừng chờ đợi người khác trao duyên tận tay mình. Song với cục diện tương hình ngán trở, thì các cặp đôi có nguy cơ đối mặt với sự rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Xem phi tinh tháng 12 âm nên hạn chế đồ màu đỏ ở góc chính đông trong nhà, thất xích có thể khiến mâu thuẫn thêm gay gắt, dù bản mệnh nói hết lời giải thích, nhưng dường như lời nói giải thích không còn sức nặng, thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít, khó trách được đối phương lại có những suy nghĩ như vậy. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe không phải là mối lo của tuổi Canh Tuất trong khoảng thời gian này. Bản mệnh hoàn toàn có thể được đảm bảo thể trạng tốt nhất của mình trong tháng, nhờ thói quen sinh hoạt điều độ và luyện tập thể dục thể thao lành mạnh. Thưa quý vị, để tử vi học tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, theo thuyết ngũ hành, mệnh kim của tuổi Canh Tuất tương khắc với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, thiên can canh gặp giáp, tương xung, địa chi tuất gặp thìn, tương xung. Đối với nam mạng, nhìn chung năm 2024 này, vận trình tử vi của tuổi Canh Tuất 1970, nam mạng, sẽ có nhiều cơ hội và cả thử thách ở độ tuổi về hưu này. Bản mệnh chủ tốt nhất nên duy trì những công việc ổn định,
đúng sở thích, sở trường, không mưu cầu tham vọng nhiều, được an yên, thảnh thơi. Xét về tổng quan, nam giáp Thìn đối với canh Tuất nam mạng không có nhiều lo toan, áp lực nên nếu mệnh chủ làm việc cẩn trọng, hài lòng với hiện tại. Bên cạnh đó, quý ông canh Tuất nên giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng thì sẽ thực hiện được các dự định còn đang ấp ủ. Năm 2024 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi canh Tuất đã đạt được thành tựu nhất định, không áp lực kinh tế nên mệnh chủ làm việc khá nhẹ nhàng, thoải mái, gặp vấn đề gì cũng có kinh nghiệm để giải quyết. Nếu có ý định đầu tư trong năm nay, mệnh chủ cần có sự tính toán, suy xét. Là người cần mẫn, chăm chỉ, nam tuổi canh Tuất thường đảm bảo xử lý những công việc quan trọng. Lời khuyên trong năm nay cho bản mệnh chủ là nên ưu tiên sức khỏe của mình, không nên làm việc lao lực, để có tâm tính bình hòa, giảm lo âu, từ đó sẽ điềm tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Vào năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý ông tuổi canh Tuất vẫn giữ được sự ổn định, công việc tài chính của bản mệnh chủ vẫn đem lại những nguồn thu đều đặn. Là người chi tiêu tiết kiệm, lối sống giản dị nên canh Tuất nam mạng đã sớm lo liệu được quỹ tiết kiệm dự phòng cho tương lai của mình. Năm nay, quý ông sẽ có nhiều niềm vui từ việc con cháu báo hiếu, quan tâm, mệnh chủ chỉ cần giữ lối sống mộc mạc, chi tiêu hợp lý thì tiền tài không còn là mối bận tâm, lo nghĩ, đời sống sẽ an lạc, thoải mái hơn và trở thành động lực cho con cháu noi gương. Nam mạng tuổi canh Tuất 1970, sống tình cảm nhưng kín kẽ, ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Bởi vậy, quý ông canh Tuất trong gia đình là người ít nói, nghiêm khắc nhưng hành xử rất đúng đắn và mẫu mực. Trong năm 2024, gia đạo của nam canh Tuất êm ấm, hòa hợp, hạn chế sự nóng giận, biết lắng nghe và động viên, sẽ giải quyết được những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Sự thấu hiểu, chia sẻ của nam mạng tuổi canh Tuất với người bạn đời, con cháu sẽ giúp các thành viên trong gia đình đồng cảm, gắn kết với nhau hơn. Sức khỏe là tài sản đáng giá nhất với nam tuổi canh Tuất vào thời điểm này, bởi vậy bản mệnh chủ nên thiết lập thói quen tốt để chăm sóc sức khỏe, thường xuyên thăm khám để có những điều trị kịp thời. Sức khỏe tốt sẽ là nền tảng mệnh chủ được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Năm 2024, canh Tuất nam mạng nên cải thiện đời sống tinh thần minh mẫn, tích cực, tâm tốt thì hoàn cảnh đến với mình cũng sẽ tốt. Dù gặp chuyện không thuận lợi thì cũng bình tĩnh đối diện, hành xử bằng đạo đức thì mọi thứ sẽ êm đẹp. Đối với nữ mạng, nhìn chung, vận trình tử phi của tuổi canh Tuất 1970, nữ mạng trong năm 2024 có thuận lợi và cũng có những thử thách. Nếu mệnh chủ là người dĩ hòa phi quý, hiền lành an phận thì cuộc sống không nhiều biến động, sẽ được bình an. Năm này, mệnh chủ cần có sự chuẩn bị tốt và kế hoạch rõ ràng nếu muốn thực hiện dự định của mình. Xét tổng quan, năm Giáp Thìn đối với canh Tuất nữ mạng 1970 sẽ ít đi gánh lo của cuộc sống. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ sẽ có nhiều thời gian hơn bên con cháu, chăm sóc sức khỏe của bản thân, chia sẻ, thấu hiểu và bao dung cho gia đình sẽ mang đến bình an và hạnh phúc cho nữ chủ mệnh. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi canh Tuất 55 tuổi đa số đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Đây cũng là thời điểm mà quý bà nên hài lòng với các thành tựu đã đạt được cho đến hiện tại của mình. Mọi công việc sẽ bớt đi những áp lực, đi theo quỹ đạo mới, hướng về trong gia đình nhiều hơn. Là người cần mẫn, chăm chỉ, quý bà tuổi canh Tuất thường duy trì công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường, sở thích để mỗi khi rảnh rỗi không bị nhàm chán. Tuy nhiên, năm nay mệnh chủ nên giảm khối lượng công việc làm lại để tránh tinh thần lo âu, căng thẳng. Năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý bà canh Tuất khá ổn định. Quý bà vẫn có một số nguồn thu nhập đều đặn từ buôn bán kinh doanh hàng tháng, lương tháng, lương hưu. Với đức tính giản dị, cẩn thận nên mệnh chủ sớm đã có bảng tiền tiết kiệm dự phòng cho mình. Năm nay, bên cạnh việc tiết kiệm, mệnh chủ cũng nên đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống. Nữ mạng tuổi canh Tuất 1970 nên thăm thân, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đây đó để có thêm nhiều niềm vui, cảm xúc tích cực. Tuổi canh Tuất 1970, nữ mạng là người phụ nữ đảm đang, dành cả cuộc đời để vun vén và lo toan cho gia đình. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ lúc nào cũng làm gương, mẫu mực, đối nhân xử thế thấy đúng đắn, được mọi người yêu quý. Năm 2024, phương diện gia đạo của nữ tuổi canh Tuất sẽ êm ấm, thuận hòa. Nếu mệnh chủ giữ tâm tính ôn hòa, hạn chế nóng giận, biết cách lắng nghe, hòa giải mâu thuẫn trong gia đạo, thì sẽ gieo được mầm yêu thương, hàn gắn kết, giúp gia đình luôn thịnh vượng. Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng với nữ mạng tuổi canh Tuất. Khi bước sang độ tuổi 55, có sức khỏe thì sẽ có được tất cả. Mệnh chủ vì thế hình thành những thói quen tốt, thực hiện lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động,
khám sức khỏe định kỳ để chăm sóc cơ thể tốt nhất. Hơn nữa, muốn cho thân không có bệnh thì tâm phải không có bệnh. Vì thế, nữ tuổi Tuất 1970 nên dành những thời gian rảnh rỗi để thiền tịnh, tụ tập, rèn luyện sức khỏe từ trong ra ngoài, tâm trí an lành thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Thưa quý vị, lời Phật dạy về giá trị con người đáng để chúng ta phải suy ngẫm hàng ngày. Con người khi tồn tại trên cuộc đời cần khẳng định bản thân, tìm ra một mục tiêu và giá trị cuộc sống cho chính mình trong vài chục năm nhân sinh ngắn ngủi. Ai ai cũng nỗ lực để tìm ra thước đo mà mình mong muốn, từ đó phấn đấu để hoàn thiện bản thân theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Người tìm ra mục đích đúng thì sẽ đi hướng đúng, người xác định mục đích chưa chính xác sẽ mắc sai lầm trên đường đời. Có người coi nhan sắc là thước đo nên đưa ra là sắc đẹp, ra sức phẫu thuật thẩm mỹ để mình rạng rỡ hơn, hoàn hảo hơn, theo đuổi cái đẹp không xấu, nhưng cái đẹp chân chính mới là cái đẹp phù hợp với thời gian. Khi con người già đi thì dung nhan cũng theo đó mà thay đổi, không một ai có thể mãi mãi ở tuổi 20 nên thước đo này chỉ là nhất thời phù phiếm. Có người tin tưởng rằng tiền tài là giá trị hữu quan, hữu hình nhất, song tiền chỉ là công cụ, nhiều tiền sẽ làm được nhiều việc, nhưng có rất nhiều thứ không mua được bằng tiền. Ví dụ như tình bạn chân thành, tình yêu sâu sắc, tình thân ấm áp hay trí tuệ, sự lương thiện đều không thể trả giá bằng tiền. Con người trên thế giới này sống với nhau, không sống vì tiền, có người lại hướng tới địa vị, danh vọng và có người càng ở vị trí cao thì càng có giá trị, sai lầm. Với con người thì người cha mẹ có giá trị hơn là chủ một công ty lớn, với người làm đau khổ thì chỉ có thể chia sẻ, an ủi. Có giá trị hơn một lãnh đạo cao cấp, bạn giỏi giang thành công, chưa chắc đã là người có giá trị, vậy thang đo chân chính trên đời này là gì? Lời Phật dạy về giá trị con người nhấn mạnh tầm quan trọng của đức hạnh, phẩm chất đạo đức cao đẹp, nhan sắc phai tàn, tiền tài lúc có lúc không, địa vị không theo tới suốt đời. Chỉ có phẩm hạnh là thuộc về mình, được bồi đắp và nâng cao hàng ngày, dù là già hay trẻ, giàu hay nghèo, quyền cao hay thường dân, đều không bị ảnh hưởng. Lời Phật dạy, người có đức hạnh thì nhan sắc không tầm thường, bởi tâm sinh tướng, tướng mạo thể hiện thái độ sống, khí chất toát ra từ nội tâm ra bên ngoài. Người có đức hạnh thì tiền tài không thiếu, bởi lương tri tạo ra vật chất, cảm thấy đủ đức là đủ, tiêu đồng tiền chân chính, không phải lo sợ tới mất ăn mất ngủ. Người có đức hạnh, ắt có địa vị, ít nhất là chức vị trong lòng những người xung quanh, được kính trọng và yêu mến. Con người gắn kết với nhau từ lương tâm, từ những thấu tình đạt lý, từ tình cảm, đó là mối dây bền chắc và vững chắc nhất, tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng dẻo dai. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.